Ở tháng kênh chủ đề săn bắt giải trí phiêu lưu, bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé.
là non anh em ạ. Để hình dốc quá anh em ạ. Tí nữa con mái nó nổ nhổ cọc bay đi mất anh em ạ. Đây gà non về cũng lên cánh ấy, nhưng mà không dám lên đây, mình đánh một bộ đón đằng kia nhưng mà nó hắn hắn chắc là đi qua lên cạnh như anh em ạ. Mái thì hơi nhát, chưa chịu bới lắm anh em ạ. Đánh một bộ đón kia, phải đánh một bộ đón lên đây anh em ạ. Mái hầu như là nhát, nó chưa chịu chơi, là con trống nó mà không theo là không bám vào lao vào phủ luôn anh em ạ. Gà non thôi, cũng gáy cũng khàn khàn anh em ạ, đôi kiếm chưa ra. Rồi clip của Hoàng Thắng quay đến đây nó cũng khá là dài rồi, thì mình xin phép tạm dừng clip ở đây. Anh em xem clip thấy hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Thắng để tiếp tục cập nhật được những clip mới trên kênh anh em nhé. Thì cuối cùng thì mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Bye bye anh em nhá. Mái hơi nhát anh em ạ. Cứ phải va chạm vài lần vén vổi đi. Đây anh em. Đó. Cửa đây. Đấy. Con này mới lớn thôi. Kết vỉ mái đây. Rồi. Xin chào anh em, hẹn anh em clip sau nhá.